Ý là mình nghĩ rằng là mình đàn ông mình không vợ không con thì mình cứ vợ, thì cái chuyện đó này nó một một cái vấn đề là đó là ai cũng vậy đâu, nhưng mà mình cũng phải đứng đắn đàng hoàng lại xíu. Mình nói cho lớn mà nên em nghe ông năm 7 năm 8 tuổi đâu mà bà này bà kia thì cái chuyện đó mình không nói, nhưng mà đối với cái chỗ bà Quân đây á, thấy ông là ông nói giờ em gì cứ ăn cho anh cứ em cứ ăn cho rồi nấu câu nói đó là mình thấy thấy câu nói đấy, ông nói câu nói đó là nó dở nha. Alo, rồi chỗ đây có phải chỗ Minh Tân không vậy? Dạ không phải Minh Tân à. À, chả biết sao ai số đây số của ai hả? À, không Lê ạ. Hồng Lơ hả? Không. Ý là Hồng Lơ, nó quen Lơ. Không, không. Không, không Lơ hả? Dạ, con chi không nhà chú ha? Dạ. Dạ chú điện, con chi không nhà chú? À dạ, cũng lên bạn quay thấy ông Nam Sầu Riêng hay sao ông ơi, sao ông đó sao ông lập bập vậy, cứ thấy tôi lên vậy có quay clip ông vậy? Dạ dạ đúng rồi chú, có clip của ông Nam Sầu Riêng chú. Ờ sao ông đi ông đập ăn mà ông đi lấy vợ mà sao ông nói toàn là quan lại đi ông vợ, ông đi vợ ông mà đi cưới ông ha, ông nói sao tôi nghe cũng bực mình đó, nghe cũng trách tôi việc đó. Tôi có chia sẻ gì không chú? Không có chia sẻ chứ, mà lên mạng coi thấy sao ông sao khó tin quá. Dạ. Yeah. À ông sao bà nào ông cũng ôm ấp ông mới vợ được á, sao thấy ông đó thấy ông ổn chút nào anh ấy, mình lớn đâu mà nay năm 7 năm 8 tuổi rồi sao người sao nó nói cái nào ra cái nói cho vợ cái hàng ra sao lên mạng mà nói sao coi YouTube mà nói sao nó đi bà này tao là kia giờ đây tiếp tao mà quăng đây nữa mà nói sao thấy mình không, không mình cũng là giáo đàn ông nhưng mà thấy ông đó mình không bắt nói với ông là lớn đâu mình lớn đâu nói cả đàng hoàng chấp nhận lấy vợ thì việc chung sống với nhau rồi nói cho sao rồi ở nhà nói cứ vợ đi cứu mình không, còn nếu như nói ông không có tiền là thôi dẹp mẹ đừng có vợ ở dãy mình mẹ nó đi đừng ở vợ nữa thấy à. Sao thấy cũng cái thì ở đó mình coi nhiều cái đó cũng đáng, mình cũng còn độc thân vậy chứ mà cho không có vợ cho mình thấy sao ông lớn đâu ông lên mấy tuổi rồi ông nói nhiều cái mình thấy mình cũng gì đâu á sao á. Để cảm ơn nha, nhà ý là mình cũng điều mà nói vậy đó, ta quay YouTube mà ông nếu như ra mà có gặp ổng này muốn nói ổng nhiều người cũng nhiều người thấy bình luận ấy đâu cũng nói gì ổng cũng hay cũng nhiều lắm. Dạ yeah. Dạ yeah, mình cũng bức xúc hả chú? Thì ý là mình nghĩ đây nghĩa là mình đàn ông mình không vợ không con thì mình cứ vợ, thì cái chuyện đó này nó một cái vấn đề là đó là ai cũng vậy đâu, nhưng mà mình cũng phải đứng đắn đàng hoàng lại xíu. Mình nói cho lớn mà nên em nghe ông 7 năm 8 tuổi đâu mà bà này bà kia thì cái chuyện đó mình không nói, nhưng mà đối với cái chỗ bà Quân đây á, thấy ông là ông nói giờ em gì cứ ăn cho anh cứ em cứ ăn cho rồi nấu cái câu nói đó là mình thấy thấy câu nói đấy, ông nói câu nói đó là nó dở nha. Nói cho mình đàn ông mà đi cứ vợ cho ai đó, vợ đi cứu mình. Mình đâu phải là dân tộc đâu, bên dân tộc Thái đâu là mà nói câu nói đó. Rồi tới rồi
đi tới nhà ông già vợ mà tôi có coi cái clip đó, ông già vợ thì cái ông cha của chị cô Quân đó thì uống nước nước lọc mà ổng ấy rót cái chai yến uống mà chớ mời ông cha đựng tiếng. Tôi thấy cái đó nó một cái mình gì nữa cũng là cũng con chưa để biết chưa có là đỡ, nhưng mà mình cũng đàng hoàng xíu nhá. Ngầu rót cái chai nước yến nhà đàm ấy uống, còn ông cha có chị cô ăn đấy uống tạp. Cái điều đó nói mất là chữ ông lớn đâu mà ông cai được con như nó đứa này, ở nước ngoài còn đứa ở với mẹ lớn đâu mà tao thấy là nhiều cái rồi. Rồi dụ như quen biết rồi dụ như má quen là thấy ông làm thấy lên cộng đồng mạng mà nhiều cái đấy nữa, thấy ông sổ xe quá ôm áp rồi này kia nọ rồi thấy nó sổ xe quá làm quá như nó con bò nó không có cái đuôi nó kia đâu nó cái bướm nó ngờ thấy ông sổ xe quá thấy đúng không. Mình nói như đó thì ta nhăn. Dạ. Dạ. Nếu có gặp ổng quay vô tới ổng á thì nói ổng cũng chứng lại chút, đàng hoàng lại chút, cho dễ lên cho người ta đâu phơi mình quá. Rồi nói cho con cái con ổng rồi vợ ổng thì tao ra chia tay ổng nói, còn con ổng nữa mà con thấy vậy nó cũng bức xúc nha. Không làm được điều đó không làm cha không? Dù như anh em dòng họ đồ ấy là cái anh em dòng họ của ông ấy thì thấy cũng bức xúc. Vậy thôi nha, xin chào nha. Chú có những lời chia sẻ này mà có thể là để cho con đưa lên cho những anh chị nha, cô chú rồi xem là biết phim hả chú ha. Thì mình cũng muốn lên chia sẻ chứ mà nói cho mình cũng không phải là mình trong sạch lắm. Và là nó tránh ra mình cũng không phải là mình nó sống trên đời không ai mà hoàn hảo hết được. Cũng nếu có hoàn hảo phải bị 70% là đó là bảo cũng hoàn hảo rồi, chẳng ai là hoàn hảo 100%. Nói chung người cũng có cái tốt cái xấu. Nhưng mà đối với ai thì mình không biết, nhưng mà đối với ông Nam Sầu Riêng đại gia đại đồ gì đâu không biết, nhưng mà ông có tiền ở đâu, ông giấu có ở đâu, ông bán ngang ở đâu không biết, chứ mà ông làm ở đó rồi nói chung những người đọc khổ cũng ấy hơn mà ông còn thấy đàng hoàng hơn ông. Ông thấy thằng người lớn mà ông đàng hoàng, ông phải là ông bên cướp bên trộm cái này kia cái nọ, nhưng mà đối với cái tình nghĩa của ông á, tình nhân của ông á, phải không có đàng hoàng đứng đắn như thế nào. Mình thấy là mình cũng xấu hổ cho ông. Mình quê đâu anh chú ha? Trời ơi. Ý là sao? Ý là em nói sao à? Mình ở quê ở đâu hả chú ha? Anh ở Phú Yên. Phú Nhơn hả? Dân ở miền Trung á. Phú Yên á. Ngoài Khánh Hòa. Quê Điều Cá. Phú Yên hả chú? Đi Phú Yên không? Dạ. Trong Bình Định. Dạ. Nếu như mình ở chắc nếu mình ở gần chỗ trên Sầu Riêng chắc mình đi tới đó rồi, mình treo quá. Tới nói cho ông biết, nói cho ông lớn đâu. Ông lớn hơn mình là năm tuổi. Nếu ông năm bảy thì ông lớn hơn mình năm tuổi. Mình mới có năm hai mà thấy ông sồ chứ hằng, thấy mất cỡ gì mà ông. Dạ. Chú mừng quá đó, chú là thầy viên ổng mừng, ổng vui quá rồi, ổng làm hơi lộ liễu quá. Không phải mừng không phải mừng vậy. Tự nói gì, anh nói với em này, dụ như ông có đời vợ đời ba đứa con rồi. Nếu như mà dụ như ổng còn trai trí đồ thì không nói. Dụ như nhỏ mới lớn lên này đó, còn bồng bột ông nói. Ông có một đời vợ. Rồi ông có hai đứa con, một đứa như nó, một đứa trai, đứa gái, và đứa gái đi nước ngoài. Sống nước ngoài, còn trai là sống với mẹ. Rồi ông á là nói chung màu lúc đeo là anh thấy là bà lỡ đeo cái bà gì đó anh quên tên nào là viết bà lỡ bà gì mà tớ là nói đã
có nhà, trong cái nhà bà ông Tấn, bà đó là anh quên tên, còn tiếp tới là bà Lợ. Bà Lợ đâu mà, rồi bà Lành. Bà Lành, rồi bà Lành cao 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 đó. Rồi tiếp tới bà Lành nữa. Ừ, bà Lành nữa là Tấn ở với ông đâu mấy bữa đó rồi. Rồi ở chung ở trẻ đó rồi, đâu mấy bữa đó rồi, đâu cái bà cũng có bà đi đó. Ừ, rồi tiếp tới bà Quang đây nữa. Mà không mấy bà kia thì dụ như ông gì ông nói là có thấy bà lành sao á với bà Quang đây ông làm thấy chỗ xe hàng quán giờ mơ mấy bữa hả cháu anh hả giờ cũng mơ mấy bữa hả chú bà Quang đây như mới bữa nay là ngày thứ năm gì đây à dạ nghe là mấy cái cô kia là vợ của à, chú Năm Sầu Riêng này là cũng thời gian ngắn với cũng mấy bữa mà liên tục cho luôn hả chú? Thấy đen lên liên tục mà hiện nay là với bà Quân nha nhau á, bà Quân mà từ cái con là thấy là Quang Phạm với Minh Tăng là đưa thường YouTube á, là thường đen mà tờ em tương cái số đấy là số của Minh Tăng này Quang Phạm gì đó là anh My lấy cái số đây anh gọi thử từ do cái số đây là nó hiện lên cái đoạn mà ông với bé mà đi thì xuống nhà của ông ấy mà chưa tới mà vô quán cà phê ấy dưới lại uống cà phê đâu hả thì anh thấy cái số đây hiện lên màn hình á trên YouTube anh là anh mới bấm số đây anh gọi là chúng em dạ ờ nói cho như dụ như ông có gia đình này ông nếu mà ông vợ con sống được rồi thì ông có bà khe người khác thì về sống với ông là một em chủ gia thì cái chuyện đó là mừng cho ông thì nói chung ai cũng vậy thì cũng mừng cũng chúc ông hạnh phúc nhưng mà có bữa anh cũng có lên comment là anh cũng muốn mấy tin cho các người cô Minh Tăng anh chúc ông là hạnh phúc nhưng mà anh thấy cái gia này thì anh thấy nó hơi trái giúp phải ông làm mà ông sống không có đúng đắn thành anh mi anh không anh có bình luận nữa nhưng mà anh lại lấy số anh gọi mấy người YouTube là bên YouTube thì như có vai ông ấy nói nhất nhớ ông ấy nếu mình chấp nhận mình đến với người đó thì mình đàng hoàng lại đừng có làm nhiều cái sổ trang vẽ rồi ra cộng đồng mạng thì nói cho qua YouTube lên thì cả nước và trong nước và ngoài nước cũng đều biết thì thấy ghéo người ta đâu nó bình luận xấu hổ của mình thì sau đây mình nhìn lại những cái đó là mình xấu hổ của mình nghĩ lại là xấu hổ là cái đó đâu có gỡ được đâu là đơn đâu có gỡ được đâu đâu có số được đâu thì nếu như em có gặp mà quay lại YouTube quay lại ông anh không em đó thì nghe nói muốn nhà ông thì nói anh có cô bình ông vậy thì đàng hoàng lại xíu mình lớn không thì nói chung mình nói cái đó thì dụ như mình khi mình lúc mình chưa quay mình nói ông này trong ông đứng đứng lại chính trong nhiều cái quay rồi thì ông làm đấy cái người nấu thấy cô bình nhiều quá thành anh đi gọi dạ Ừ, anh cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ, video của em đến đây sẽ kết thúc và có những thông tin nào mới của bác chị muốn liên hệ cứ liên hệ và số điện thoại của anh em để trên màn hình nhé. Em sẽ để lại số điện thoại trên màn hình cho các bác chị em thuận tiện liên hệ. Của video chúc tất cả các bác chị một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn trong cuộc sống nha.